Dạ, em xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Dạ, và trước hình của quý vị các bạn đây là những ảnh của biển Nha Trang về chiều hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2022. Biển Nha Trang vào mùa này thì sóng lớn, gió to, nhưng mà nước biển trong xanh rất là đẹp quý vị giờ này. Và quý vị có thể thấy khu vực này là có những cái dù cũng như là những cái ghế để nằm nghỉ ngơi. Các vị khách ở đây là đa số là khách Kazakhstan quý vị. Khách Kazakhstan đang đến Nha Trang du lịch cũng như là tắm nắng, tắm biển vào giờ này. Biển Nha Trang đã có khách Tây rồi, một tín hiệu đáng rất là vui mừng. Ở phía từ xa kia đó là tháp Trầm Hương. Tháp Trầm Hương đang được cải tạo và sửa chữa lại. Khu vực này là Quảng Trường 2 tháng 4 của Nha Trang. Sóng biển giờ này khá là đẹp. Nước biển trong xanh. Vô từng cơn đánh xóa. Khách Kazakhstan họ đang nghỉ ngơi tắm biển rồi lên nằm những cái ghế của các khách sạn đây. Phía ngoài kia là con đường Trần Phú và khu vực của Quảng Trường, Hội Trường. Sóng biển mạnh đánh vào đây là nó giật nước ra, tạo những cái hố, những cái vực. Giờ này thì tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều, nhưng mà trời cũng nắng sơ sơ, không có nắng lắm. Nắng này rất là lý tưởng. Trước thì biển của Nha Trang là đa số là khách nghe là họ tắm nắng vào buổi trưa nhiều. Nay không còn khách Nga nữa thì đa số là khách, vừa rồi thì cũng có vài trăm lượng khách của Kazakhstan đến Nha Trang. Hiện tại thì cái lượng khách Hàn Quốc là chiếm đa số vậy. Nhưng mà khách Hàn Quốc rồi thì họ ít tắm biển vào cái giờ nắng hơn. Cái giờ nắng rồi như thế này chỉ có những cái nước mà lạnh rồi họ mới qua đây, họ thích tận hưởng cái không khí, cái ánh nắng ở đây. Trước là mùa này là khách Nga đông lắm quý vị. Mùa này là khách Nga họ qua Nha Trang để mà họ gọi là dạng như là trú đông luôn. Biển trong xanh rất là đẹp. Các vị khách Nga họ cũng đang tắm biển qua. Và đây là những hình ảnh của công viên bờ biển của đường Trần Phú. Phía kia từ xa kia là những cây dương cổ thụ. Giờ họ cắt xuống tỉa cho nó thấp. Dọc đây là những cái dụng cụ thể dục thể thao. Thì người dân có thể buổi chiều là có thể tới đây để mà tập thể dục thể thao. Ở đây là những cây dừa. Dọc đây là công viên là rất nhiều những cây dừa. Khách Kazakhstan họ ra biển ngồi hóng mát, uống nước dừa. Cô chú anh chị bạn, đó là những hình ảnh của khách sạn Mường Thanh Center nằm trên con đường Trần Phú. Thì bên cạnh của Mường Thanh Center này là một cái khách sạn nữa, đó là cái Citadines. Citadines nằm ngay góc của ngã ba con đường biệt thự và con đường Trần Phú vậy. Hướng này của đường Trần Phú là cô chú các bạn sẽ đi thẳng về xuống cảng Cầu Đá, xuống Viện Hải Dương Học. Hướng từ xa kia là cái góc ngã ba của đường biệt thự và con đường Trần Phú ngày nay. Ở đoạn này là cái Citadines này. Rồi bên cạnh Citadines đây là những hình ảnh của Mường Thanh Center. đoạn này của hành lang vỉa hè đường Trần Phú là lúc trước là lát bằng đá, bằng gạch quý vị. Bây giờ là được làm lại hết bằng đá granite hết rồi. Và đây người ta họ cắt tỉa cây xanh, những cái hình thù rất là đẹp. Và phía dưới đây thì có một cái bồn hoa nữa đó. Phía từ xa bên kia đó là cái khách sạn Novotel. Novotel của Nha Trang cũng là một trong những khách sạn khá là lâu đời quý vị. Và khách sạn này cũng chuyên đón khách quốc tế. Đây là những hình ảnh của nhà khách Hải Quân ở bên kia. Bên cạnh nhà khách Hải Quân là Novotel nè. Phía từ xa kia đó là cái ngã ba của con đường Nguyễn Thị Minh Khai và con đường Trần Phú ngày nay. Khu vực của Quảng Trường cũng như là Hội Trường. Ở đoạn này của công viên là một cái bồn hoa rất là rộng, rất là lớn luôn, rất là đẹp, được cắt tỉa rất là gọn gàng. Chỗ này có một cái khu vực dành để buổi tối hát bài chòi rồi. Công viên bờ biển của Trần Phú rất là đẹp, rất là mát mẻ nữa. Những cái cây dương cổ thụ này được cắt tỉa hình đủ kiểu hình thù. Đây hình như là các vị khách Hàn Quốc này vậy. Khách Hàn Quốc giao lưu với khách Kazakhstan. Đây là Quảng Trường 2 tháng 4. Bên kia là Hội Trường. Và ngã ba của đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Hiện tại tháp Bà Mương đang thi công, đang sửa chữa, đang sơn lại. Biển trong xanh đẹp quá. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo sau.